Pep Guardiola gây hấn trọng tài, cổ động viên đòi ban tổ chức Premier League mạnh tay. Pep Guardiola chỉ tay mắng mỏ trọng tài bàn, sau đó tiếp tục có màn ăn mừng quá khích khiến cổ động viên yêu cầu ban tổ chức Premier League mạnh tay. Sau trận Luton Town 1-2 Man City, đến làm khách đội xếp thứ 18, Luton Town, Man City rơi tình thế bất lợi khi để thủng lưới vào cuối hiệp 1 phút 45 2. Sau đó, Pep Guardiola được trông thấy có thái độ giận dữ, chỉ thẳng mặt kèm những lời mắng mỏ trọng tài bàn Craig Pawson. Theo Sky Sports, thuyền trưởng Man City bực bội vì cho rằng ông Craig Pawson bố trí số phút bù giờ không hợp lý, 2 phút. Trong đó, Adebayo đưa Luton vượt lên khi đồng hồ chỉ còn 4 giây là hết thời gian. Man City bước vào trận đấu với Luton Town sau 4 trận không thắng, 3 hòa, 1 thua. Do vậy, việc để đối thủ yếu hơn khi hiệp 1 chuẩn bị kết thúc có lẽ khiến Pep Guardiola thêm nóng trong người. Chưa kể, đội hình Pep Guardiola còn không có Haaland do chấn thương. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Bernardo Silva đã quân bình 1-1 cho Man City ở phút 62 trước khi Jack Grealish gia tăng cách biệt cho các nhà vô địch Premier League. 3 phút sau đó, sau bàn thắng của tiền vệ tuyển Anh, cảnh quay ghi lại Pep Guardiola ăn mừng một cách khiêu khích, hướng về phía trọng tài Craig Pawson. Theo tờ Mirror, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nguy cơ bị pha sờ gáy cách hành xử ở trên. Một số người hâm mộ thậm chí yêu cầu ban tổ chức Premier League trừng phạt Pep Guardiola, cũng như nêu ra Mikel Arteta ăn mừng quá khích bị phạt thẻ, sau thuyền trưởng Man xanh lại thoát. Mikel Arteta đã bị cấm chỉ đạo ngày hôm qua vì ăn mừng bàn thắng. Trong khi đó, Pep Guardiola có thể bước vào sân và đe dọa trọng tài nhưng chẳng bị phạt gì, một người lên tiếng. Thêm ý kiến thứ hai, không có thẻ vàng khi Pep Guardiola thẳng tay chỉ mặt trọng tài bàn và mắng mỏ ông ấy. Thật đáng kinh ngạc về mức độ kiềm chế và khoan dung từ các quan chức khi đó không phải là Jurgen Klopp. Người thứ ba nêu ra, thật không công bằng, Pep Guardiola làm điều tương tự như Mikel Arteta thì không bị phạt. Haaland có thể lỡ bao nhiêu trận cho Man City do chấn thương? Pep Guardiola lên tiếng về chấn thương của Erling Haaland sau khi lỡ hẹn cùng Man City thắng ngược Luton Town 2-1 vòng 16 ngoại hạng Anh. Tin xấu đến với Man xanh đúng lúc đoàn quân của Pep Guardiola rất cần cú hích. Một trận thắng sau 4 vòng đấu liên tiếp chỉ thua 1 và hòa 3. Nguồn tin từ Pep Menerot, Erling Haaland dính chấn thương ở chân, không chỉ vắng mặt ở chuyến làm khách Luton Town của Man City mà còn thêm một số trận khác. Điều này được Pep Guardiola xác nhận sau khi Bernardo Silva và Jack Grealish giúp các nhà vô địch thắng ngược chủ nhà. Cụ thể, chân sút Na Uy có thể bỏ lỡ trận cuối vòng bảng Champions League. Man City gặp Red Star Belgrade 0 giờ 45 phút ngày 14 tháng 12, cũng như trận đón tiếp Crystal Palace tại Etihad ở vòng 17 ngoại hạng Anh vào cuối tuần, 22 giờ ngày 16 tháng 12. Sau trận đấu Aston Villa, Haaland gần như không thể đi lại bình thường được. Hôm qua, tôi có nói chuyện với cậu ấy và Haaland cho biết cảm thấy tốt hơn. Bác cho biết, chúng tôi phải theo dõi tình hình của cậu ấy từng tuần, từng ngày xem tình hình bình phục thế nào. Tôi không nghĩ Haaland có thể ra sân đấu Crystal Palace tới đây, nhưng hy vọng có thể trở lại ở giải đấu FIFA Club World Cup diễn ra tại Saudi Arabia, Pep Guardiola cho biết. Trong chiến dịch thứ hai tại Man City, tuy không bùng nổ như mùa trước nhưng Haaland vẫn đang dẫn đầu danh hiệu vua phá lưới ngoại hạng Anh với 14 bàn, hơn Salah xếp sau 3 bàn. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại đội bóng của Pep Guardiola cho thấy dấu hiệu chững lại. Để xảy ra điều không có ở mùa trước, hòa liên tiếp 3 trận rồi tiếp tục trắng tay sau đó. Việc đánh rơi đến 9 điểm trong 4 trận khiến các nhà đương kim dự cúp rơi xuống hạng 4 Premier League, kém Liverpool dẫn đầu 7 điểm. Trước khu hẹp lại còn 4 điểm do tránh được kết quả tệ trước Luton dù bị dẫn trước. Thừa nhận đội nhà đang gặp khó khăn nhưng Pep Guardiola cũng nhấn mạnh, Man City luôn tìm ra cách để giải quyết và vượt qua. Nhất là khi đây không phải lần đầu họ phải đối mặt thách thức. Đừng quên, mùa trước có thời điểm Man xanh còn thua cả Arsenal dẫn đầu đến cả chục điểm. Đến tháng 4 mới thực sự bứt phá với chuỗi trận không thể ngăn cản và giành cúp vào cuối mùa. Mourinho chỉ đạo chiến thuật theo cách vô cùng kỳ lạ giúp AS Roma thoát thua. Jose Mourinho dùng cậu bé nhặt bóng để chuyển lời nhắn bí mật cho thủ môn của mình sau khi AS Roma rơi vào tình thế hiểm nghèo. Huấn luyện viên Jose Mourinho phải nhờ một cậu bé nhặt bóng chuyển một tờ giấy cho thủ môn Rui Patricio của AS Roma trong trận hòa 1-1 với Fiorentina. Tại vòng 15 Serie A rạng sáng nay ngày 11 tháng 12, AS Roma kết thúc trận đấu với chỉ 9 người trên sân và rất may mắn mới thoát khỏi trận thua ngay trên sân nhà Olympico. AS Roma là đội ghi bàn thắng đầu tiên với việc Romelu Lukaku đánh đầu lập công mở tỷ số 1-0 sau đường chuyền của Dybala. Tuy nhiên, thế trận đã đảo ngược ở phút 64 khi Nikola Jalewski của AS Roma nhận thẻ vàng thứ hai trong trận bị đuổi khỏi sân và Lucas Martinez qua ta gỡ hòa 1-1 cho Fiorentina. Chỉ 2 phút sau đó, giữa lúc AS Roma phải cố gắng hết sức trong thế chỉ chơi 10 người trên sân, thì mọi thứ trở nên tồi tệ hơn vào phút 87, khi Romelu Lukaku sau đó nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi gây sốc với Christian Coam của Fiorentina, K.
khiến Astroma chỉ còn 9 người trên sân. Và khi sự hỗn loạn đổ xuống sân Olympico, huấn luyện viên Jose Mourinho của Astroma đã phải nhờ một cậu bé nhặt bóng chuyển một tờ giấy chỉ đạo chiến thuật của ông cho thủ môn Rui Patricio. Rui Patricio sẽ truyền đạt lại lời nhắn của Mourinho cho các cầu thủ còn lại của Astroma. Rất may, dù phải nhận hai thẻ đỏ nhưng Astroma vẫn thoát khỏi cảnh trắng tay trước Fiorentina khi có được một điểm với trận hòa 1-1. Đáng chú ý, vào phút 90+8, Nikola Milekovic của Fiorentina cũng bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân. Và người hâm mộ trên mạng xã hội chắc chắn rất thích thú khi thấy Jose Mourinho đưa cho cậu bé nhặt bóng tờ giấy trên đường biên và tờ giấy này được chuyển cho Patricio. Một người hâm mộ đã viết trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, Jose Mourinho sử dụng cậu bé nhặt bóng để gửi thông điệp tới thủ môn của mình. Đừng bao giờ cố gắng thay đổi người đàn ông này. Một người thứ hai nói, Jose Mourinho cử một cậu bé nhặt bóng đến để nhắn tin cho Rui Patricio. Thật là một điều kỳ lạ, nó như không có thật. Một người thứ ba bình luận, Astroma chỉ còn chơi với 9 người trên sân nhà. Họ cần phải giữ tỷ số để giữ vững vị trí trong top 4. Serie camera ghi lại cảnh Mourinho đang ghi một trong những ghi chú của mình. Đưa cho một cậu bé nhặt bóng và yêu cầu cậu bé đưa nó cho Rui Patricio. Hình ảnh tuyệt vời. Người thứ tư nói thêm, người đàn ông đó thật thiếu nghiêm túc, nhưng tôi yêu Jose Mourinho. Và người thứ năm bình luận ví von, Jose Mourinho và những chàng trai nhặt bóng phần 99. Lần này một cậu bé nhặt bóng được dùng để chuyển lời nhắn cho Rui Patricio. Trận hòa này giúp Astroma của Jose Mourinho vẫn nằm trong top 4 Serie A với 25 điểm. Cuộc cạnh tranh top 4 Serie A đang rất quyết liệt khi các đội phía sau Astroma đeo bám với khoảng cách xích sao. Các đội xếp từ thứ 5 đến thứ 10 lần lượt là Barcelona cùng 25 điểm với Astroma, đương kim vô địch Napoli 24 điểm, Fiorentina 24 điểm, Atalanta 23 điểm, Manja và Lazio cùng 21 điểm. Trong khi đó, Inter Milan vẫn vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng Serie A với 38 điểm, theo sau là Juventus 36 điểm và AC Milan 29 điểm. Chelsea tổn thất lớn sau trận thua Everton. Không chỉ thua bạc nhược Everton, Chelsea còn tổn thất lớn khi đội trưởng Rhys và thủ môn Roberto Sanchez đều dính chấn thương. Tối qua, Chelsea chịu thất bại thứ hai liên tiếp ở ngoại hạng Anh khi phơi áo trên sân Goodison Park của Everton. Được đánh giá cao hơn nhưng đội bóng của huấn luyện viên Pochettino thi đấu bế tắc, thiếu sáng tạo và chịu thất bại bạc nhược. Trận thua này khiến Chelsea rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Sau 16 vòng đấu, Chelsea mới giành 19 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 18 điểm và kém đội hạng 4 Man City 14 điểm. Cơ hội tranh chức vô địch của The Blues như không tồn tại và họ thậm chí có rất ít khả năng lọt vào top 4 cuối mùa. Mọi chuyện tệ hại hơn với Chelsea khi họ mất thêm hai cầu thủ quan trọng ở trận đấu với Everton vì chấn thương. Đội trưởng Rhys phải rời sân ngay từ phút 27 vì vấn đề ở gân kheo. Hậu vệ người Anh vật lộn với chấn thương suốt một năm qua và tạo ra cảm giác anh không thể trở lại phong độ vốn có. Rhys được xem là hậu vệ cánh phải đẳng cấp thế giới và Chelsea không có người thay thế xứng đáng ở thời điểm này. Người dự bị cho Jim là Malo Gusto còn quá trẻ và cũng mẫn cảm với chấn thương. Tương tự như vậy, Chelsea gặp vấn đề lớn khi mất Roberto Sanchez. Cho dù không được đánh giá cao nhưng thủ môn người Tây Ban Nha thi đấu khá ổn định trong thời gian vừa qua. Thay thế Sanchez là Josip Petrovic, người chưa có kinh nghiệm đỉnh cao. Trước khi đến Chelsea, Josip Petrovic thi đấu tại Mỹ cho New England Revolution. Trước đó, thủ môn 24 tuổi người Serbia cũng chỉ thi đấu trong nước cho Kukoricki.